Hôm nay mời quý vị và các bạn bay trên bầu trời của cao nguyên Mộc Châu cùng ngắm bình minh với chúng mình. Video này được quay vào một buổi sáng tháng 7 mùa hè vào năm 2021 khi mà dịch Covid-19 đang lan rộng trên khắp cả nước. Địa điểm chúng mình chọn quay là khu vực ngã tư Vườn Đào với các đồi chè và đồng cỏ ở một cái thảo nguyên mênh mông và đẹp vô cùng. Đây chính là biểu tượng, là khu vực đại diện cho cái gọi là cao nguyên Mộc Châu với độ cao trung bình 1050m so với mực nước biển, đất đai màu mỡ phì nhiêu, khí hậu mát mẻ quanh năm. Chính vì thế khi vén làn mây mỏng manh vào một ngày hè tháng 7, chúng ta sẽ thấy ở phía dưới là những đồng cỏ, là những đồi chè xanh mướt mát nối tiếp nhau trải dài đến tận chân trời. Thời điểm này ở nhiều nơi mọi người đi ngủ buổi tối vẫn phải bật quạt hoặc bật điều hòa, nhưng ở Mộc Châu buổi tối mọi người sẽ phải chuẩn bị một chiếc chăn mỏng để đắp khi trời bắt đầu se se lạnh. Bình minh Mộc Châu vẫn có cái se se lạnh sót lại của màn đêm, và những lớp sương mỏng manh bắt đầu tan dần dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng. Khí hậu trong lành, khung cảnh thơ mộng chính là những điều mà khiến người dân Mộc Châu ai cũng đều muốn thức dậy sớm để lang thang cảm nhận và ngắm nhìn cao nguyên lúc bình minh. Một ngày hè đẹp trời nào đó, rất hy vọng chúng mình sẽ được dẫn các bạn đi lang thang ngắm cao nguyên Mộc Châu buổi sớm.